Tuổi Bính Tý sinh năm 1996, xây nhà năm Nhâm Dần 2022 sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý, suốt đời bình yên. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong khi xã hội ngày càng phát triển hiện đại, niềm tin của con người vào phong thủy ngày càng được củng cố mạnh mẽ và ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam. Đặc biệt là đối với quan niệm an cư, lạc nghiệp, nhiều người mong muốn có thể tìm được những mảnh đất tốt và xây được một căn nhà đẹp hợp phong thủy để đời sau được hưng vượng. Tuy nhiên trên thực tế, kỳ thực, phong thủy không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thịnh suy của một gia tộc. Cổ nhân quan niệm rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời đều tuân theo quy luật nhân quả. Vậy nên so với phong thủy về mảnh đất nơi ta ở, ảnh hưởng của các thiên tinh đến việc xây dựng ngôi nhà có thể làm thay đổi hậu vận của chúng ta. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Bính Tý, xây nhà có hợp hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi, chia sẻ ngay sau đây. Để xây nhà được thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tài. Mệnh chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1996, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 27 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm phải hoang ốc và tam tai, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Bính Tý muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi nhất. Những mệnh chủ tuổi Bính Tý thuộc cung Tốn, mệnh Mộc có bốn hướng tốt là hướng Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên và hướng Bắc Sinh Khí. Bên cạnh đó còn có bốn hướng xấu, đó là hướng Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát và hướng Tây Nam Ngũ Quỷ. Nếu mệnh chủ tuổi Bính Tý mà ở những cung tốt thì được lộc, cuộc sống khá hòa nhã, vui vẻ. Còn nếu phạm phải những hướng xấu thì cuộc sống sẽ lận đận khó khăn, có cố gắng đến mấy cũng không khá lên được. Hơn nữa, lại bị họa thị phi, tiểu nhân hãm hại, làm cho gia cảnh điêu đứng, công việc khó khăn. Con đường công danh sự nghiệp không thuận lợi. Để hóa giải những vận xấu do nhà ở không hợp hướng mang lại, các thầy phong thủy khuyên gia chủ tuổi Bính Tý cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương tại phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của gia chủ tuổi Bính Tý. Chính vì vậy mà gương sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải nhà không hợp hướng cho tuổi Bính Tý và những người sống trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi đã biết được tuổi mình có làm được nhà năm 2021 hay không và chọn được hướng nhà tốt để động thổ, thì đó cũng chỉ là một trong những yếu tố cần. Việc nhà có xây được hay không, ta lại phải xét đến yếu tố hướng đất. Đất mà tốt thì xây năm nào cũng được, tuổi nào xây cũng được. Nhưng nếu đất xấu, bị phạm vào các đại sát tinh của năm thì tuổi nào động vào cũng nên cẩn thận. Vậy trong năm nay, những hướng nhà nào xây tốt? Xin mời quý vị theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tạc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đồ phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Những mệnh chủ tuổi Bính Tý mà ở nhà hướng Tây là không hợp hướng, bị phạm vào cung lục sát là một trong những hướng xấu mà tuổi Bính Tý cần phải kiêng kỵ. Lục sát
là sao văn khúc, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Vậy nên những mệnh chủ tuổi Bính Tý khi ở trong nhà hướng này cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống trong cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây mới lại càng hanh thông, thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Với hướng Tây Bắc cũng là hướng không hợp với mệnh chủ tuổi Bính Tý, khi ở trong nhà hướng này sẽ bị phạm vào cung họa hại. Là cung xấu, họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh, đem nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng, giúp cho tuổi Bính Tý ở trong nhà luôn được bình an và may mắn. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà có thể khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với hướng Đông Bắc cũng vậy, là hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Bính Tý, khi ở trong nhà này sẽ phạm vào cung tuyệt mệnh, là một trong những hướng xấu nhất đối với tuổi Bính Tý. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, mang đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu, là pháp khí được làm bằng gỗ đào, chuyên để hóa giải nhà ở không hợp hướng với các mệnh chủ tuổi Bính Tý, giúp cho mệnh chủ cùng những người trong gia đình luôn được bình an và may mắn. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn, hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ với các mệnh chủ tuổi Bính Tý, vì vậy đây cũng là hướng xấu. Vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó mang đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều tác hại. Vậy nên cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đáo đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy. Màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó,
người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, nhất bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai, thông minh, trí tuệ. Nó mà suy tử, thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư, hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất bạch gặp phương bắc là tỷ hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng bắc, năm 2022 nhâm dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Bên cạnh đó, hướng bắc là hướng hợp với các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Ở hướng này được sinh khí, tốt cho tuổi Bính Tý. Sinh khí là sao tham lang tinh có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở tây trạch gặp càn đoài bị hành kim khắc, cho nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp cấn khôn cũng bị tương khắc, cho nên thuộc tính giảm. Thứ sáu là hướng nam. Hướng nam gồm có ba sơn, bính, ngọ, đinh, từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tí hướng ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Với các mệnh chủ tuổi Bính Tý thì hướng nam cũng là hướng tốt, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Thứ bảy là hướng đông. Hướng đông gồm có ba sơn, giáp, mão, ất, từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng mão bị phạm vào mậu kỷ đô thiên sát. Mậu kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hướng đông là hướng duyên niên với các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Đây cũng là hướng hợp, hướng tốt. Duyên niên hay phúc đức tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà tây trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên. Vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Cuối cùng là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm có ba sơn, thìn, tốn, tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn và tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như
cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Hướng Đông Nam cũng là một trong những hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Bính Tý. Đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Bính Tý trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin hữu ích. Chúc quý vị xây nhà trong năm mới, bình an, may mắn, được hưởng trọn lộc trời. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.